Xin chào anh em. Thì clip này mình sẽ nói về những đội hình phù hợp với lại Tư Mã Ý thời điểm hiện tại. Dĩ nhiên là với thời điểm hiện tại thì cái mảnh nó mới chỉ có mảnh ghép đầu tiên là Tư Mã Ý của cái búp duyên Tư Mã Gia thôi. Thì đâm ra là chúng ta sẽ không có thể nào mà ghép được hai ba này kia. Đến cái lúc mà ví dụ nó ra tầm hai con, có thể mình sẽ nói về cái vấn đề là đội hình ghép nào thì nó sẽ phù hợp hơn. Nói chung cái đấy thì tính sau. Trước hết là với lại thời điểm hiện tại là chỉ có mỗi một con thôi. Thì trước khi vào vấn đề là những đội hình đi, thì mình có muốn bổ sung thêm một tí vào cái phần phân tích tướng. Là cái phân tích tướng hôm qua thì mình đã có nói là trong cái phần chiến báo thử tướng ấy, thì chúng ta có thể là có thể là được cái khi xác suất mà đấu kỹ được nhận chào ấn nhá, thì sẽ được giảm cái thời gian hồi của tuyệt kỹ đúng không? Một chào ấn là được hồi 1 giây đúng không? Và mình cũng hôm qua mình cũng nghịch nghịch mình thấy nó có một điều này là cái tuyệt kỹ ấy. Cái này cái gì nhỉ? Nhận tí, đợi tí. Cái tuyệt kỹ khi anh em lên 6 sao ấy thì nó sẽ có cái vế là hồi lại ngay đấu kỹ, nghĩa là tiêu diệt địch sẽ hồi lại ngay đấu kỹ là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sẽ được nhận 6 lớp chào ấn. Đây. Khi lên 6 sao rồi, kỹ năng này hạ gục tướng địch thì Tư Mã Ý sẽ hồi lại ngay đấu kỹ và thêm 6 lớp chào ấn. Và khi anh em với tinh thông 3 của cái nội tại một nổ tung này thì nó sẽ là mỗi một lớp chào ấn nhận được sẽ giảm hồi thời gian hồi tuyệt kỹ. Nó không quan tâm là từ nguồn nào, nghĩa là anh em cứ nhận được là anh em sẽ được giảm, thế thôi. Nó không quan tâm đấy. Thế đâm ra là với trường hợp anh em 6 sao này, xong lại tinh thông này kia là sách vở đầy đủ. Có thể là mấy anh em chơi mới thì cũng cũng hơi phải khó, tại vì nhiều khi anh em phải đắn đo cân nhắc là nâng kỹ năng này, nâng kỹ năng kia, tại vì có một số con đấy nội tại một hoặc là đấu kỹ thì lại ngon, nhưng mà có một số con đấy thì nội tại ba hay hai thì nó lại ngon, nhưng mà thường thường nội tại hai thì nó sẽ không không thể nó gọi ngon lắm. Nhưng mà mình để ý nó sẽ rơi vào một là đấu kỹ, hai là nội tại một hoặc nội tại ba đấy. Đa phần là nó sẽ kiểu không đồng nhất về một vị trí ấy. Đâm ra là cũng hơi khó cho anh em chơi mới thì nhiều khi anh em đánh anh em phải để ý là bây giờ cái con tướng chủ lực của mình chơi nó sẽ theo đường nào. Xong anh em bảo à bây giờ cái con tà tư chẳng hạn nó thiên về đấu kỹ đấy, xong con triệu vân thì nó cũng thiên về đấu kỹ chẳng hạn, mình ví dụ như thế, thì chúng ta sẽ cộng tập trung vào cái vấn đề đấu kỹ để nó tinh thông nó lên. Còn không thì sẽ phải gọi là cân nhắc con nào hay sử dụng nhiều và sử dụng chủ lực đi trong các content PvP, PvE này kia thì anh em nâng. Nói chung cái vấn đề đấy của mỗi người, tại vì bây giờ anh em server mới server cũ thì nó cũng khó nói lắm. Nên anh em server cũ như mình ấy, thì có thể lượng tướng nó đề hoài, anh em sử dụng có thể nhiều banner từ từ lâu rồi, hoặc là anh em có thể roll được banner này banner kia đấy. Hôm nay mình cũng làm phát mười choác là cũng ra anh Tư Mã Y đấy. Thế là nguyện vọng của mình là hoàn thành rồi. Nói chung là mình thì cũng nói rồi đấy, cái vấn đề roll này thì chắc là mình sẽ không làm clip, tại vì cái lượng tài nguyên của mình tập trung hết vào trong cái đợt tiệc bán niên rồi, đâm ra là mình cũng không còn tài nguyên nữa, mình cũng chỉ roll thôi. Nhưng mà cá nhân mình cảm thấy là con Tư Mã Ý là một con rất là triển vọng, với bộ kỹ năng thuộc diện là có khả năng one shot được địch liên tục ấy. Bây giờ anh em cho nó vào vị trí chủ lực này, tinh thông này kia đều full ba hết, và sách vở à nhầm tinh thông là full hết này, xong rồi 6 sao này, đồ đạc ok này kia, là khả năng nó gặt gió liên tục. Có thể là không được đến nỗi gọi là liên tục như kiểu ví dụ là gặt con này phát gặt con kia giống như Suzu. Nhưng mà mình nghĩ là cái khả năng mà thuộc diện con này spam tuyệt kỹ là không phải là không thể. Như mình như hôm qua có nói là với anh em thời gian tầm 35 đến 40%, mình cứ tính gọi là mức mắc 40%, mặc dù hơi khó, có thể anh em sẽ tầm thấp thấp hơn thì nó sẽ rơi tầm là mình cứ tính bình bình đi, có thể là mấy anh em giống như mình bây giờ tầm 25 đến 30% thì nó sẽ rơi vào tầm 9 giây rưỡi 10 giây, mình cứ cho là 10 giây. 10 giây mà khi anh em 6 sao thì nó sẽ nhận được 6 lớp chào ấn khi hạ gục địch. Chưa kể là với cái tỷ lệ nhận được chào ấn khi sử dụng đấu kỹ của nội tại một nữa thì nó sẽ có khả năng là
rút rất nhiều. Như cái nội tại một này là anh em đã để ý là hôm hôm trước là nó đã rút được hai từ 2 đến 3 giây, nghĩa là nhận được từ 2 đến 3 chảo ấn rồi. Là cái lượng nhận được chảo ấn để rút ngắn cái thời gian tuyệt kỹ là cũng đã khá là cao rồi, 2 đến 3 giây mình thấy là nhiều đấy. Cái con tả tư cũng chỉ được tầm tầm như thế thôi, hoặc là hơn chút. Đấy anh em nâng nâng cũng phải tinh thông này kia cũng phải cao lắm ấy. Cái con này là như thế là quá kinh khủng. Dĩ nhiên là đam mỗi con nó một khác, một con thì đam nó thiên về AoE này kia mà dọn lính được, còn con này thì nó sẽ không dọn lính được. Con này thật ra dọn lính cũng được nhưng mà hơi yếu, tại vì nó thật là cái vùng đốt của nó 5% hay 4% gì ấy, mình cũng không nhớ rõ. Thì khả năng thực diện là nó đốt thì gần như là không đáng kể. Kể cả có là vị trí đam chủ lực đi nữa mình nghĩ là cũng nó cũng không phải là cái gì đấy thực diện là quá ghê gớm lắm. Từ ấy, để mình đào nốt cái này. Đào phát rồi. Đấy đúng không? Cái này thì mình đào rồi nhưng đang muốn ra nốt cái bản đồ đấy. Đó cũng nhiều anh em cũng bảo là cái vấn đề bản đồ bản điếc giờ nó sida, ý là nó kiểu nó không ra những cái đồ ngon đấy. Nói chung cái đấy mình cũng thấy, thật ra thì cái đào này gọi là đào cho có mà. Còn anh em muốn đào ra cái dương bảy màu ấy thì nó nói thật với anh em cứ đào spam nhiều vào, anh em tích nhiều xẻng vào xong anh em đào kiểu gì cũng ra, cái đấy là nó tỷ lệ thôi. Thôi bây giờ quay lại với chủ đề chính, nó hơi lan man mất mẹ 6 phút rồi, là những đội hình phù hợp với lại tư mã ý phiên ẩn hiện tại. Thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có phải tư sẽ có tư mã ý. Tư mã ý thì có thể là với tùy anh em, một số anh em sẽ là sao cao với gọi là server mới, hoặc là những anh em thuộc diện là well, nghĩa là dạng kiểu gọi là giàu có này kia. À hôm qua cũng có anh em cũng bảo là kiểu cái vấn đề là mình sắm cái tai nghe hoặc là cái gì đấy, hoặc là nói nó kia, chứ nhiều khi kiểu cái âm thanh lúc to lúc nhỏ, thì nhiều khi kiểu mình để cái điện thoại ở xa thì nhiều khi nó thu nó không được, nó kiểu nó bị bé, xong rồi nhiều khi lúc để gần lúc để xa thì cái đấy chắc mình cũng sẽ chú ý hơn, hoặc là nói to hơn để gọi là nó được gọi là đều âm ấy. Tại vì nói thật với anh em là thu loa ngoài thì nó hơi phèn đấy. Đội hình mình cứ muốn gửi đến anh em đầu tiên sẽ là đội hình cơ bản nhất, là đội hình quốc dân thời 1.0, là con là đội hình bất khuất đấy. Bất khuất thì mình cứ vứt tạm vào những cái vị trí đã, đâu nhỉ, lâu lắm không dùng, đâm ra giờ cũng quên bố mất tên, à, quên bố hình. Dĩ nhiên bất khuất thì chúng ta vẫn sẽ là kẹp hứa trừ tao nhân để lấy được cái vững chãi của bọn hộ pháp, bọn tanh ấy đấy. Nếu với anh em không có Trương Liêu có thể sử dụng bằng đức nó không thể ngon bằng được bằng Trương Liêu, nhưng mà mình nghĩ là cũng ok, tại vì chủ yếu này là cái búp vang rền đấy, là tướng bạo thủ phe ta mỗi lần dùng tuyệt kỹ sẽ nhận được 33% bội thương trong vòng 3 giây đấy. Thì nói chung là nếu mà trong tất cả các búp class ấy thì mình nghĩ là cái búp class của bọn đấu sĩ là cù nhất, còn lại những cái búp class khác thì anh em cũng nên cố gắng cũng kích hoạt. Bọn xạ thủ thì cũng nếu mà bảo xếp cùi cùi tiếp theo mình nghĩ là bọn xạ thủ, tại mới lại bây giờ mình cá nhân mình cảm giác ấy, là bọn xạ thủ bây giờ nó đang bị đuối quá. Nói chung là những cái con class xạ thủ ấy, mình thấy một là kích hệ, hai là nó kiểu nó không không quá quan trọng. Nếu mà bảo những cái class mà thuộc diện là chúng ta sử dụng nhiều và ngon ấy thì thứ nhất là sẽ là bảo thủ, thứ hai là hỗ trợ, thứ ba sẽ là bọn hộ vệ đấy, gọi là xếp hạng theo kiểu thuộc diện là búp búp của class nhé, thì mình không nói thuộc diện là chất tướng này kia, chất tướng nó vô vàn lắm đấy. Với cái slot cuối cùng đấy anh em có thể là sử dụng Trương Phi để có thể là vừa thêm cái khả năng cứng cáp cho team lẫn cái khả năng thuộc diện là tích hồn tướng, nhất là Trương Phi anh em tầm 5-6 sao này kia nó cũng khá là trâu và nó sẽ có thêm được một lớp giáp, kèm thêm cái lớp giáp của bất khuất nữa thì cái lượng máu trụ cho team rất là to. Đội hình này thì được cái là cái khả năng thủ rất là tốt, nhưng mà đội công thì nó sẽ bị phụ thuộc quá nhiều vào tư mã ý, đâm ra tư mã ý của anh em mà sao không cao thì sẽ rất là khó có thể vận hành đấy. Ngoài ra chúng ta sẽ có thể là sử dụng một số cái slot đơn, ví dụ như là trong banner tiểu bán niên vừa rồi chúng ta sẽ có thể kẹp thêm là Bạch Long Triệu Vân đấy.
Bạch Long Triệu Vân với những cái trường hợp thuộc diện anh em đợt vừa rồi mà run đen nhé, run chỉ có ra Bạch Long Triệu Vân hoặc là anh em run ra Bạch Long Triệu Vân tầm 5-6 sao, nhưng mà con trục cổ điển vi chỉ 3-4 sao và nó hơi yếu thì anh em có thể sử dụng như này. Nhưng mà để như này thì nó sẽ có một cái nhược điểm, đấy là nó có hai chủ lực thì nó sẽ bị chia tài nguyên. Thì anh em sẽ phải cân nhắc là thứ nhất con nào sao cao hơn, thứ hai con nào có độ hiệu quả hơn, tùy vào trong cái trường hợp anh em sử dụng. Một là PVP, PVP có thể là người nó yếu chẳng hạn và tư mã ý của anh em. Nói chung bây giờ mình cứ ví dụ trường hợp là anh em đều full 6 sao hết nhé, thì tư mã ý 6 sao thì khả năng đam của nó rất là to, thì có thể nó sẽ gặt gặt giò được mục tiêu liên tục, nó sẽ có khả năng spam. Đấy, với trường hợp thuộc diện mắc ping nhé, đồ đạc này kia đề hòe lung tung đấy, thì mình nghĩ là tư mã ý sẽ tốt trong PVP. Còn với PVE thì anh em nên sử dụng Bạch Long Triệu Vân, vì con này có khả năng dọn lính, và dọn lính trong PVE nó là cái rất là quan trọng, còn con tư mã ý thì nó không có. Đấy, thì chúng ta sẽ có thể luân phiên trao đổi, luân phiên xếp làm sao để gọi là với tùy cái mục đích chúng ta sử dụng thì sẽ có, thì sẽ gọi là xếp nó vào cái vị trí tương ứng. Đấy. Với trường hợp PVP thì tư mã ý sẽ là vị trí chủ lực dồn đồ, còn với PVE thì có thể sẽ là Bạch Long Triệu Vân. Tiếp theo nữa sẽ là những cái đội hình thuộc diện khá nhỏ lẻ. Những đội hình này thì cũng thiên về thuộc diện những đội hình cơ bản. Đấy là đấu nhỉ? Đồng Trác, Đồng Trác mình nhớ là có cái rửa hận của Hoa Hùng nhỉ? Hoa Hùng. Lữ Khởi Linh, thật ra Lữ Khởi Linh cũng khá là ok, nhưng mà nếu mà để hai con sát thủ thì nhiều khi thứ nhất là nó bị kia. Nhưng mà thôi, mình cũng vẫn sẽ gửi anh em cái đội hình cơ bản thứ hai, gọi là đội hình ai cũng có thể là có được. Để đợi tí, nhét vào đã. Đây, đội hình cơ bản thứ hai sẽ là đội hình rửa hận và song toàn. Đội hình này thì được cái nó sẽ có khả năng thực diện là tăng miễn thương, tăng bội thương này kia, thì nó sẽ bị một cái khuyết là nó sẽ không có cái búp băng rền để kích hoạt cái của bọn bảo thủ, nhưng bù lại nó sẽ có cái thêm cái bội thương từ cái song toàn và khả năng miễn thương từ bọn Đồng Trác Hoa Hùng. Nếu mà với trường hợp anh em thuộc diện chơi kiểu Uninam ấy, anh em có thể là cho con Lữ Khởi Linh này thay con Hoa Hùng đấy. Nhưng mà mình nghĩ là cái trường hợp như này ấy, thì chắc là chúng ta sẽ có thể đi PVE, à đi PVP, chứ còn PVE thì hơi khó. Kiểu để gọi là mang tính chất thuộc diện hai con sát thủ, con Tư Mã Ý và con Lữ Khởi Linh sẽ là hai con thuộc diện sát thủ phi vào và cố gắng focus được một đến hai mục tiêu. Khi mà những cái đam chính hàng sau của bên địch chết ấy, thì cái lượng đam gây ra cho bên mình nó sẽ giảm. Đấy gọi là chiến thuật lấy công bù thủ. Đấy. Cái vấn đề thủ thì mình nghĩ con Đổng Trác là một con khá là trâu, kể cả bây giờ nó cũng hơi bị gọi là đá đuối, nhưng mà mình thấy là thứ nhất về cái bộ kỹ năng của nó thì nó không khác với con Mundo phiên bản cái thế tranh hùng. Tiếp theo, chưa kể là chúng ta sẽ có cả con Hoa Đà có khả năng thuộc diện là cấp cứu thêm một chút máu, và cái lượng hồi phục của nó cũng khá là kinh dị. Tuy nhiên bây giờ thì nó cũng không không còn là cái gì gọi là quá ghê gớm lắm, nhưng mà với cái thời kỳ đầu thì Hoa Đà nó là cái gì đấy thuộc diện là rất là bình máu di động đấy. Già hủ sẽ kiêm trong cái vấn đề thuộc diện là gây hiệu ứng khóa chân, nhất là anh em rơi tầm 5-6 sao sẽ có khả năng khóa chân rất là kinh, khóa chân đến 7 giây phải đúng nhỉ? Đúng rồi, giam cầm 7 giây đấy. Nói chung đội hình này thì mình nghĩ là anh em khuyên dùng nên đi vào PVP đánh người, chứ PVE thì nó hơi bị cá đuối, tại vì con đội hình này thì nó sẽ không có khả năng dọn lính. À, không giảm khả năng dọn lính thì nó cũng càng lên cao nó càng khó. Đấy. Tiếp theo là những cái đội hình thuộc diện là theo banner, những đội hình thuộc diện là nâng cấp hơn. Thì đầu tiên chúng ta vẫn là đội hình gọi là quốc dân hiện tại là Phúc Tâm. Phúc Tâm vẫn là cái đội hình thuộc diện là nhà nhà người người đều sử dụng, tại vì nó dễ chơi, dễ vận hành, dễ trúng thưởng đấy, và dễ vượt map. Đội hình này thì chúng ta sẽ kẹp thêm là một vị trí nữa. Cá nhân mình vẫn ưu tiên với lại cái slot Bạch Long Triệu Vân. Đấy,
Và với những anh em nào CEO mới nhá, là chưa là qua cái đợt tiệc bán niên không có Bạch Long Triệu Vân ấy, thì anh em sẽ có thể sử dụng một số con khác. Nhưng mà cá nhân mình thì mình nghĩ là anh em nên sử dụng những cái con có khả năng dọn lính, tại để gọi là khỏa lấp được cái vấn đề là dọn lính của Tư Mã Ý. Tư Mã Ý không có khả năng dọn lính. Hạo Đôn, Hạo Uyên thì khả năng dọn lính là có nhưng mà nó hơi kém. Hạo Đôn chỉ có khả năng là cùng lắm là dọn lính cận chiến thôi, còn Hạo Uyên thì nó mang tính chất nó hơi đần. Với lại nó nếu anh em mà muốn khả năng dọn lính anh em phải sao cao cao tí, chứ còn không thì khó lắm. Chứ mình cái năm sao nhiều khi bắn bắn quái nó còn bảo là mẹ đứa đứa nào gãi ra đấy, quái còn ngửa mặt đứa nào gãi ra đấy, đánh như trận rồi đấy, thì anh em hiểu đấy. Nói chung nếu anh em không có Bạch Long Triệu Vân có thể là sẽ sử dụng con tả từ đấy để kích búp vàng rền, hoặc là với trường hợp thuộc diện anh em không có những cái con như thế thì anh em có thể sử dụng một số con như thủy kính chẳng hạn. Thủy kính nhưng mà mình khuyên dùng anh em nên có thủy kính tầm 6 sao, 5 đến 6 sao, nhất là 6 sao. Thì thủy kính sẽ là con đa phụ và nó sẽ bổ trợ thêm trong cái vấn đề là thứ nhất là lượng đam này, lượng hồi phục này, lượng khống chế này, tại vì con này cái quả sáu nòng Gatling Gun của nó bắn nó có dạng kiểu mini stun đấy, nó nghĩa là làm choáng nó không nhiều đâu, nghĩa là 25% xác suất choáng 0,2 giây, nghĩa là nó dạng cứng cứng, nhưng mà nhiều khi nó rất là khó chịu, tại vì lắm khi đang kiểu vung tay tụ tụ skin ấy là nó bị dính choáng cái là nó mất mẹ skin. Thế đâm ra con thủy kính này mình vẫn đánh giá nó là con khá là OP trong cái class, trong class support hỗ trợ đấy, chưa kể là đấu kỹ của nó và một số kỹ năng khác. Nói chung là lâu lắm rồi mình cũng chả nhớ lắm, nhưng mà nói chung mình thấy là con thủy kính là một con thuộc diện là cái gì cũng có, đam này, hồi phục này, giảm giáp này, khống chế mềm này. Đấy, xong rồi kia, nói chung là cái gì cũng có. Nói chung cái slot cuối cùng này thì anh em có thể tùy biến, anh em có con gì anh em sử dụng con đấy, con nào cứ ngon anh em đáp vào, tại vì với thời điểm hiện tại nó chỉ có một mình Tư Mã Ý trong cái búp duyên Tư Mã ra thôi, đâm ra chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn có thể gọi là phối kết hợp đội hình đấy. Tiếp theo nữa thì mình nghĩ sẽ là những cái đội hình thuộc diện là không phải ai cũng có, và một số anh em có, một số anh em không, hoặc là chúng ta sẽ có thể biến tấu đội hình đấy. Ví dụ như kiểu đội hình Phúc Tâm chẳng hạn thì anh em sẽ có thể là thay đổi một chút, đấy là chúng ta sẽ bỏ Hạ Uyên đi và sẽ thay con trục cổ Điển Vi, với trường hợp anh em đều có trục cổ Điển Vi và Bạch Long Triệu Vân thì dĩ nhiên tanh chính thì sẽ là trục cổ Điển Vi Hạo Đôn, búp Quách Gia thì nó sẽ thêm khả năng tạo giáp này kia. Dĩ nhiên thì nếu mà anh em sử dụng Phúc Tâm 2 thì cái lượng hồi phục này kia nó cũng sẽ kém đi, nó cũng không còn được gọi ngon nghẻ như cái lượng lượng giáp với lượng hồi phục nó sẽ không được như Phúc Tâm 3. Thế nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ được bù trừ lại ở cái là nó con trục cổ Điển Vi thì nó cũng là con khá là cứng, chưa kể là có cái giảm giáp từ hai cái trung can, à nhầm, có cái giảm đam từ hai cái trung can nghĩa đảm cho bên địch, thì đâm ra là đam bên địch quánh của mình nó cũng giảm đi tí đấy. Thì đội hình này thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Bạch Long Triệu Vân và Tư Mã Ý, tại vì hai con này nếu mà khả năng thuộc diện là không quyết người nhanh ấy, đến cái lúc mà chúng ta thuộc diện là hết cái khả năng thuộc diện là búp giáp hoặc là bất tử vân vân này kia, hoặc là hết cá mú ấy, thì nó sẽ là một cái rất là khó để chúng ta có thể là tiếp tục gọi là đánh tiếp. Và với đội hình tiếp theo dĩ nhiên vẫn sẽ là những đội hình chuyên và class. Với trường hợp thuộc diện anh em không có những cái con như kiểu Bạch Long Triệu Vân hay là Hạo Đôn hay Quách Gia chẳng hạn thì anh em cũng có thể sử dụng. Đội hình tiếp theo sẽ là đội hình Du Long. Đội hình Du Long thì chúng ta được rồi, Đại Kiều đâu rồi. Với đội hình Du Long thì chúng ta sẽ có thể kẹp thêm một vài con. Có thể sẽ là kẹp thêm về mặt thuộc diện là tanh, ví dụ như con Điển Vi, Điển Vi đầu trọc đấy. Nếu mà với trường hợp anh em có tinh thông nội tại ba hoặc slot nào đấy nó cao cao một chút thì anh em có thể để con này, thì con này sẽ ở anh em sẽ xếp ở bên trên và tất cả những con bốn con còn lại sẽ ở bên dưới. Khi nó lao lên thì nó sẽ có thể thu hút hỏa lực của địch, thì sẽ gọi là giảm cái lượng máu của Tôn Quyền gọi là phải gánh chịu, tại vì con này nó có khả năng bất tử mà.
có lợi dụng, chúng ta có lợi dụng cái bất tử của nó để nó hứng đam, nó tanh cho hàng tuyến sau. Thì lúc đấy là Tôn Quyền với khả năng thuộc diện là chém rất là mạnh, và nhất là có khả năng AoE dọn lính và chém người như chém chuối. Thêm nữa là cái mình nghĩ là cái với cái đội hình này ấy, thì anh em có thể sử dụng đi PvP và PvE khá tốt nhé. Mình nghĩ không phải đến mức gọi là tuyệt tuyệt đối nhưng mà khá tốt. Tại vì sao? Vì Điển Vi là một con thuộc diện đi PvE, Điển Vi đầu trọc ấy, đi PvE vẫn là cái gì đấy, nó vẫn là số má. Mình vẫn sử dụng con Điển Vi ở trong một trong hai team để lao bí thạch. Như cái clip mà mình làm nhiệm vụ hàng ngày ấy, mình cũng để cho anh em xem ấy. Nó rất là lì, nhất là những cái vị trí kia, đâm ra là mình có một cái vị trí đây, mình tăng nâng tinh thông 3, và khi mà đi một số content thì mình sẽ vứt nó vào đây. Thì đến cái lúc đấy nó sẽ trụ được rất là lâu, trụ được đến 18 giây vậy. Đúng nhỉ? 18, 16 mình cũng không nhớ rõ lắm. Ở 12 giây rồi. Cứ ăn gian. Được đấy. Nói chung là nó cái thời gian nó trụ nó chỉ 1 2 giây nhưng mà nó sẽ là một cái rất là vấn đề, tại vì nó trụ được 1 2 giây ấy, thì bên ta sẽ có thể là tung được kỹ năng hoặc là bắt đầu là tụ được skin này kia, hoặc là bắt đầu là có điều kiện, cần điều kiện đủ đấy, thì nó sẽ là một cái rất là ghê gớm. Với đội hình này thì mình nghĩ là PVP thì vẫn được, PVP tại vì đam chủ lực thì sẽ là Tư Mã Ý, Tôn Quyền. Tôn Quyền thì là một con xả skin khá sớm, đấu kỹ tuyệt kỹ của nó đều cooldown rất là nhanh. Đến lúc nó chém cái, nó chém vèo cái, có thể nó sẽ bị mất ấn cá của đối phương. Mình để ý nếu mà ngang phèo với nhau chém một phát là mất ấn cá là chuyện bình thường. Đến lúc mà mục tiêu không ấn cá thì Tư Mã Ý sẽ là con vét máng nốt. Với cái bộ kỹ năng của Tư Mã Ý mình nghĩ nó sẽ gọi là kích hoạt sau con Tôn Quyền, thì cái khả năng thuộc diện là gặt giò liên tục là không phải là cái gì khó, nhất là anh em nào mà tinh thông của cái nội tại 1 và cái sao số được 6 sao thì cái khả năng spam tuyệt kỹ đó là chuyện là không phải là cái gì gọi là mộng tưởng nữa. Tiếp theo sẽ là một cái đội hình thuộc diện là rất là cũ. Đội hình mình nghĩ là mình cũng hay gửi anh em, đấy là đội hình thầy cúng. Vấn đạo Du Thiên, Tả Từ này, đội hình này cái gì, đạo Cốt Tiên, lâu lắm mà quên bố nó cả tên duyên đấy. Với đội hình này thì mình nghĩ chúng ta không nhất thiết là phải kẹp cả ba con đạo Cốt Tiên, chúng ta chỉ nên sử dụng Thủy Kính và Tả Từ thôi. Còn lại hai vị trí còn lại thì chúng ta sẽ có thể là sử dụng tùy thích. Có thể với trường hợp anh em nhiều banner nhé, thì anh em có thể là kẹp cái kiểu này, kẹp theo kiểu hạ đôn một cách ra nữa. Đấy, Hạo Đôn sẽ là con tanh thú hỏa lực, Thủy Kính Tả Từ và Tư Mã Ý sẽ là những con đam. Thì dĩ nhiên Quách Gia thì nó chỉ là búp thôi. Đấy đấy, nói chung là đội hình này thì cũng là một đội hình thuộc diện là lấy công bù thủ, nhưng mà điều kiện để anh em có thể cần vận hành đội hình này, thứ nhất là lượng sao của các tướng khá là cao. Tả Từ, Thủy Kính và Hạo Đôn đều phải gọi sao cao, nhất là cũng là Tư Mã Ý cũng phải tầm 5 6 sao. 6 sao thì vẫn là ngon nhất. Quách Gia thì mình nghĩ chỉ 5 sao thôi, tại vì mốc 6 sao hình như nó cũng không không quá nhiều đáng kể lắm. Mình lâu lắm mình cũng chả nhớ lắm. 6 sao khi tướng Veta có lượng máu thấp hơn Quách Gia trong trận, Quách Gia sẽ giảm máu của bản thân xuống bằng với tướng đó, đồng thời thêm một lớp lá chắn bằng 200% máu đã giảm của Quách Gia. Nếu cùng lúc có nhiều tướng thì thấp hơn Quách Gia sẽ được chọn tướng thấp máu nhất. Nói chung là nó gọi là thêm cái khả năng khiên thôi, không phải cái gì kia lắm. Còn cái mốc 5 sao thì mình thấy là thứ nhất nó tăng cái lượng khiên này, xong cả giảm miễn thương của mục tiêu được tăng. Nói chung là mình thấy là mốc 5 sao là ok rồi, 6 sao cũng không không kia lắm. 6 sao nhiều khi còn hơi bóp giá ấy, tại vì 6 sao tự dưng nó bị tụt máu ấy. Lắm khi bây giờ nó kiểu nó đang bị nhắm đến rồi, lắm khi nó dễ quẳng quẳng chó lắm. Mặc dù con này thì thứ nhất là hàng sau, thứ hai là nó cũng khá là lì, cá nhân mình thấy nó cũng khá là lì đấy. Đấy là những cái đội hình thuộc diện là mình muốn gửi đến anh em. Dĩ nhiên là còn có một đội hình nữa nhưng mà mình thấy là nó cũng hơi gọi là khó, đấy là đội hình kiếm an. Nhưng mà kiếm an thì mình thấy hơi khó. Kiếm an thì mình thấy là nó sẽ hợp đi với những team khác hơn so là đi kẹp cùng Tư Mã Ý. Thế đâm ra là mình cũng không muốn cho cái team đấy vào. Thôi, video cũng khá là dài, mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp anh em vào những video kế tiếp.
cái phân tích những cái tướng còn lại như con Lưu Bị với lại con Lưu Thiện ấy, chắc là mình sẽ để đến tầm mai, nói chung là mai chủ nhật mà vẫn được nghỉ, thì mình sẽ làm clip phân tích tướng ở sau. Ba anh em, hẹn gặp anh em vào video kế tiếp.